Hôm nay xin giới thiệu đến với mọi người một mẫu canxit vàng. Chất liệu đá 100% nguyên bản tự nhiên. Mẫu này thì có khối lượng nặng là 2,5 kg. Chiều cao của đá thì đạt được khoảng độ cao khoảng 15-16 cm. Bề ngang này tầm khoảng 10 cm. Và chiều này thì cũng tầm 15-16 cm. Chiều từ điểm này đến điểm này. Vuông vức. Da tương đối là bóng đẹp. Những mẫu nhũ canxit này thì cái độ thông đèn tương đối là tốt. Nếu ban đêm ta chỉ cần chiếu cái đèn điện thoại vào thôi thì cũng đã nhìn rõ cái độ thông đèn của nó rồi. Bác cùng xem da của nó. Quay tổng thể cho mọi người xem. Mọi người sau khi xem xong video thì vui lòng bấm đăng ký để ủng hộ và tiếp tục theo dõi các cái sản phẩm về đá thiên nhiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến với mọi người trong thời gian tới. Chúng tôi liên tục sản xuất ra những video, ngày nào cũng có các cái video về các cái dòng đá đẹp trong tự nhiên giới thiệu đến với mọi người. Đang xem phần chóp của đá. Chân này, quay cho mọi người xem. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên bấm like, bình luận và đăng ký cho kênh của shop. Xin được cảm ơn mọi người.